các ví dụ. Ví dụ chúng ta như sau: cho biết 2 tấn nước biển là có chứa 60 gram muối. Giả sử x tấn nước biển chứa y gram muối theo tỷ lệ là y theo x. Được chưa? Biểu hay biểu diễn y theo x. Nào, ví dụ 1 chúng ta làm như sau. Câu A nhé, các em nhìn này. À, vì khối lượng muối là tỷ lệ thuận với khối lượng nước biển. Được chưa nào? Chúng ta có vì này, khối lượng muối là tỷ lệ thuận với khối lượng nước biển. Đúng không nào? Vì khối lượng muối là tỷ lệ thuận với khối lượng nước biển. Vậy suy ra thì có y bằng k nhân x. Và chúng ta lấy y của thầy đơn vị là kg và x của thầy đơn vị là tấn. Được chưa? Ok chưa? Mà 2 tấn nước biển thì có 60 kg.